Thưa quý vị, theo chương trình phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp diễn ra tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội và được trực tuyến đến các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên chất vấn thứ tư được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, cân nhắc các lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian qua, việc trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và yêu cầu của thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phiên họp này. Trong buổi sáng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng trả lời chất vấn về thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.